Tập 18. Trung tá, mời ngài. Inokuchi, về công trình tuyến phòng thủ, tiến độ chất lượng và cả an ninh, cậu phải giám sát chặt chẽ. Trung tá yên tâm, tôi đã bắt hơn 600 lao động khỏe mạnh từ các quận huyện, phân bổ thành đợt đến các công trường, tin rằng sẽ nhanh chóng bắt kịp tiến độ. Tuyến phong tỏa là công trình quan trọng nhất của chúng ta trong tương lai. Một khi hoàn thành, uy lực của nó sẽ khiến quân đội phải trầm trồ. Tới khi đó sẽ là ngày chúng ta một bước lên mây. Trung tá, tôi mời ngài một ly. Trung tá, chúng ta gây bẫy hội nghị thân thiện như vậy, Kazen liệu có điều gì bất mãn không? Kazen chỉ là một kẻ vô tích sự. Hắn tưởng rằng tổ chức một vài hội nghị thân thiện là có thể hòa giải mâu thuẫn hai nước Trung Nhật sao? Mục đích sau cùng của đế quốc chính là thống trị toàn bộ Đại Đông Á. Chỉ có vũ lực tuyệt đối mới là vũ khí tốt nhất của người thống trị. Chỉ cần chúng ta đạt được mục đích của hội nghị thân thiện, còn về hậu quả chúng ta không cần phải quan tâm tới, cứ làm là được rồi. Trung tá anh binh, đang uống rượu sao? Uống đi nào đội trưởng Dương, uống đi, uống đi nào. Ngồi xuống đi, đồ ăn cũng ngon quá. Mấy cậu ở đây phá của đó sao? Đến Tết ăn cái gì? Đội trưởng Mã, các cậu đâu? Đang uống rượu ở trên tầng 2. Anh tìm anh ấy có chuyện gì? Hỏi thừa quá, không có chuyện tôi tìm làm gì. Các cậu uống ít thôi. Được rồi, nào uống đi, uống đi. Nào, giữ lại một chút tiền, mấy hôm nữa tôi xử các cậu đó. Được rồi, nè, ăn tiếp đi. Nào nào, ăn tiếp đi. Nếu bây giờ cô đã nhất quyết muốn đi, tôi đi thay cô. Tôi mặc quần áo của hắn, nghĩ cách lẻn vào trong, tìm cơ hội ra tay giết Nakai. Không cần, đây là chuyện riêng của tôi. Đầu óc cô bị làm sao vậy? Cô có bị ngốc hay không? Cô như vậy làm sao lẻn vào trong được? Cô lẻn vào được thì cũng bị nhận ra thôi. Chuyện này chỉ có tôi làm được. Tại sao anh phải làm như vậy? Không tại sao hết. Tôi tình nguyện. Đội trưởng Mã, ăn nói cho cẩn thận vào. Nếu không tôi một phát bắn chết anh. Nghĩ cách đuổi hắn ra khỏi đây đi. Đứng lên. Đội trưởng Mã, đội trưởng Mã, đội trưởng Mã. Ai đó? Tôi, Dương Dị Cẩu. Tôi đi ngủ rồi. Anh xem mới mấy giờ mà đã ngủ rồi. Cậu có chuyện gì ngày mai trời nói không được sao? Chỉ là tôi không có chuyện gì. Tôi chỉ là tôi đột nhiên chuyển đến đây. Ở nhà tôi quen cờ bạc rồi. Tôi tính tìm anh chơi vài ván. Ở nhà đám anh em thường cùng chơi với tôi cả đêm. Bây giờ không chơi tay tôi ngứa quá đi. Anh dậy chơi vài ván rồi đi ngủ cũng được mà. Chuyện này để hôm khác đi. Tôi đang nằm ôm người đẹp ngủ ngon lành, làm gì có tâm trạng mà chơi với cậu. Cậu xuống nhà tìm mấy người đó, tìm mấy anh em chơi cùng đi. Nói dối. Có phải là anh thua nhiều quá rồi gạt tôi không? Vị khách này, anh xem đội trưởng Mã khó khăn lắm mới được ở bên tôi một đêm, giờ cũng không còn sớm nữa, canh để hôm khác rồi chơi đi. Vì cậu, giờ cậu tin rồi chứ? Được. Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, anh phải dự phải thôi đó. Anh trai, vài hôm nữa tôi lại tới tìm anh chơi, được không? Đêm tháng giêng, trăng lên cao, cô dâu mới về nhà sợ thổi đèn. Đêm hôm qua vừa thổi tắt đèn. 1, 2, 1, 2.
Anh muốn làm gì? Tôi đã nói đi thay cô rồi mà. Đội trưởng Mã, còn chuyện gì nữa? Đội trưởng, tôi vừa nhận được tin Trung tá Naka đã hoàn tất việc thị sát, trực tiếp trở về Gia Bục Tư rồi. Được rồi, tôi biết rồi, cậu đi xuống đi. Rõ. Các người xem, Naka cũng sợ các người rồi, bỏ chạy rồi. Không liên quan đến tôi nữa, thả tôi ra đi. Câm miệng đi. Không ngờ Nakai lại trở về Gia Mục Tư rồi. Người tính không bằng trời tính. Bây giờ chúng ta chỉ đành về căn cứ thôi. Không được, tôi cũng phải tới Gia Mục Tư. Lần này không giết được Nakai, tôi quyết không quay về. Người phụ nữ này cô điên rồi hay sao vậy? Nakai hắn cố tình tung tin cho chúng ta biết, ở giữa đường gài sẵn mai phục. Nếu không phải bị Lưu Tâm nhìn ra, chúng ta đã tiêu đời rồi. Chẳng phải là tôi vẫn sống sờ sờ ra sao? Đó là bởi vì Nakai đột nhiên thay đổi chủ ý. Cho dù hắn ở đây, cô nghĩ cô có thể giết được hắn sao? Tôi không cần biết. Lần này cho dù tôi có chết, tôi cũng phải kéo theo Nakai chết chung. Nhất Trận Phong, tôi cho cô biết, Lão Mát và Tiểu Bạch Long đều ở dưới kia. Nếu họ biết cô đi Gia Mộc Tư, chắc chắn sẽ liều chết đi cùng với cô. Đúng vậy đó, anh ta nói rất là phải. Cô nghe lời khuyên của chồng cô đi mà. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Phim TV. Đại Hải, Đại Hải, sao anh ăn mặc như vậy? Hai người còn ngủ gật được hay sao hả? Chị không sao chứ? Không sao. Ai kêu hai cậu đến đây vậy? Em là chỉ lo cho chị thôi. Tên cẩu tặc Nakai, hắn trốn tới Gia Mộc Tư rồi. Hai cậu mau chóng quay về cùng với anh ấy đi. Tôi phải đi Gia Mộc Tư. Chị à, có chuyện gì nữa vậy? Gia Mộc Tư không giống cách tiết. Nơi đó là sào huyệt của Nakai. Lính gác ở đó nhiều hơn ở đây rất là nhiều. Đến cơ hội tiếp cận chúng cô cũng không có đâu. Chị à, Đại Hải nói rất phải đó. Chúng ta không thể lấy trứng chọi với đá được chị à. Chị, nếu như chị đến đó thì khác gì tự tìm đường chết. Có phải vậy hay không? Về đi chị. Tự tìm đường chết. Các anh em đều đã chết rồi. Mối thù này nhất định phải báo. Các cậu đừng ai ngăn cản tôi. Chị à, chị làm cái gì vậy? Nè, chị à, chị muốn đi thì chúng ta đi cùng nhau. Chị à, muốn chết thì chúng ta cùng chết. Chị đừng bỏ hai đứa tụi em ở lại đây. Cô nghe thấy chưa? Tôi đã nói gì hả? Nhất Trận Phong, nếu cô thực sự muốn đi, chúng tôi không ai cản cô được. Cùng lắm mọi người chết chung với cô. Nhưng mà trước khi chúng tôi chết chung với cô phải giúp tôi một chuyện. Chị ơi, chúng ta chơi dây chun đi. Không biết Đại Hải đã về đây chưa? Chị dâu à, chị dâu, anh Đại Hải về rồi. Đại Hải về rồi sao? Mọi người không biết đâu, đám chó săn của Nhật bị dọa cho sợ, muốn tè ra quần luôn vậy đó. Chắc chắn bị dọa cho sợ rồi. Đại Hải, chị, cậu ơi, Tiểu Vũ, về rồi hả? Về rồi. Chị dâu à, đừng nói nữa, về là tốt rồi. Em cũng không sao chứ? Không sao chị à, Nakai đã gài sẵn mai phục ở khu cách tiết.
Cũng may là tụi em không đi. Có đi cũng chỉ chết uổng phí thôi. Xem, ngày lệnh rễ của em nói không sai mà. Đúng vậy, nếu không chúng ta sẽ bị tổn thất nặng nề. Thấy chưa, Tư lệnh Thu nghĩ thấu đáo, nói đúng rồi đó. Sau này mọi người phải chú ý hơn nghe chưa. Anh Tử à, chị xin lỗi, chị không nên gạt em. Chị làm như vậy đều là chị muốn tốt cho em thôi, hy vọng em hiểu cho chị. Các người đều là những kẻ nói dối. Các người luôn miệng nói muốn tốt cho tôi, nhưng mà tới cuối cùng không phải gạt tôi thì là giấu tôi. Không một ai quan tâm tới cảm nhận của tôi. Chị sợ tôi là gánh nặng cho các người thì có. Không phải đâu anh Tử à, tất cả mọi người đều coi em là người thân, không ai muốn gạt em hết, càng không có ai muốn giấu em. Mọi người làm như vậy đều là chị muốn tốt cho em. Thật đó. Lại là chị tôi. Đến bây giờ chị vẫn muốn gạt tôi à? Chị nói cho em biết vậy. Lần này chị đi cắt tiết chiếc Nakai, không nghĩ tới sống sót trở về. Chị không thể dẫn em đi theo, cho nên chị chỉ có thể gạt em thôi. Chị không sợ chết. Tôi càng không sợ chết. Tôi không còn là một đứa trẻ lên ba nữa. Bây giờ tôi đã chẳng còn gì nữa rồi. Nếu như không thể báo thù cho người nhà của tôi, tôi còn có thể làm được gì đây chứ? Anh Tử à, anh Tử. Báo cáo trung tá, phạm vi tìm kiếm trạm vô tuyến của đảng cách mạng đã được thu hẹp, nhưng mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Tiếp tục theo dõi, bọn chúng sẽ không im lặng mãi đâu. Rõ. Tài liệu về Phát Giang Hùng đã điều tra rõ chưa? Đã điều tra được gần một tháng rồi. Tài liệu có thể điều tra đều đã điều tra rồi. Điều tra kỹ lại thêm một lần nữa. Tôi rất muốn biết từng người hắn từng gặp, từng món hắn thích ăn, thậm chí từng buổi hòa nhạc hắn từng nghe. Rõ. Trung tá, Châu Bảo Hợp tới rồi, cho anh ta vào đi. Báo cáo trung tá, tôi đã tìm được địa điểm thích hợp để tổ chức hội nghị thân thiện, trường âm nhạc Gia Mộc Tư. Trường âm nhạc à? Đúng vậy, trường âm nhạc có hoàn cảnh rất đẹp, hơn nữa kiến trúc theo kiểu Đông Tây kết hợp. Tại một địa điểm văn hóa như vậy, thuộc hạ cho rằng rất thích hợp để tuyên truyền tư tưởng và quan niệm mới. Tôi sẽ phái người đi khảo sát thực tế địa điểm. Nếu như chỗ đó có môi trường tốt thật, chúng ta sẽ tổ chức hội nghị ở đó. Trung tá, còn một chuyện nữa. Hiện tại tôi đã mời đại diện các ngành công nghiệp, thương mại, tài chính. Họ cũng đã đồng ý tham dự hội nghị. Tuy nhiên đại diện ngành giáo dục lại hơi ít, cho nên là tôi muốn mời ngài hiệu trưởng trường âm nhạc Triệu Phương Mai để quấy đại diện ngành giáo dục tham dự hội nghị. Không biết ngài có ý kiến gì không? Cứ làm theo lời của anh Châu nói đi. Rõ. Chị dâu à, bên này, chị dâu, chị có nhìn thấy anh Tử đâu không? Không thấy, có chuyện gì sao? Điều tại em không tốt, lúc trước em nói thật với nó thì tốt quá rồi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng. Có phải là nó giận em rồi hay không? Nè, uống chút nước đi. Chị dâu à, em xin lỗi. Ngay cả chị em cũng gạt nữa. Chị không trách em chứ? Chị đâu phải là anh Tử đâu. Nào, ngồi xuống đi. Sao chị trách em được? Có điều,
Trong lòng chị có hơi khó chịu. Chị coi em như là em gái ruột của mình, em lại gạt chị. Đều tại em không tốt. Em nói xem, em đi như vậy, lỡ như có xảy ra chuyện gì bất trắc, chị phải làm sao? Còn cả Đại Hải, nó chạy theo em cả ngày trời. Em cũng biết tấm lòng của Đại Hải dành cho em. Không tìm được em về, nó chắc chắn cũng sẽ không về. Rồi lỡ như Đại Hải không về nữa, chị cũng không biết chị phải làm sao nữa. Mấy ngày hôm nay chị cứ luôn ăn không ngon, ngủ không yên. Có điều cũng may là tụi em đã về hết rồi. Chị dâu à, em xin lỗi, khiến chị lo rồi. Không sao, quay về là tốt rồi. Sau này đừng có như vậy nữa. Chuyển từ từ thôi. Chú Lưu, chú qua đây xem bên này còn hai chiếc nữa. Hiệu trưởng Triệu, còn cần thiết phải sửa không? Chú nghĩ cách giúp tôi xem, sửa được thì cứ sửa. Trường học chúng tôi kinh phí hạn hẹp, sửa được ít nhất học sinh có cái để dùng. Được rồi, tôi sẽ cố. Cảm ơn chú nhiều. Mấy anh em qua đây phụ một tay đi. Thầy giáo xin chào anh. Chào anh, tôi hỏi một chút, hiệu trưởng Can ở đâu vậy? Xin hỏi anh là trưởng ban Châu của ban tuyên truyền dài mục tư, tìm hiệu trưởng của anh có chút việc. Được rồi, đi theo tôi. Mấy chiếc đàn piano này khiêng đi đâu vậy? Cái này chuẩn bị mang ra ngoài để sửa. Sửa hả? Những chiếc đàn này đã hỏng rồi hay sao? Xin hỏi anh là ai? Hiệu trưởng Triệu, đây là trưởng ban Châu của ban tuyên truyền dài mục tư. Là hiệu trưởng Triệu à? Xin chào cô, hôm nay tôi tới là có hơi đường đột, thật sự xin lỗi. Hóa ra là trưởng ban Châu. Anh hạ cố đến đây không kịp đón từ xa, đúng là thất kính quá. Nào, vào phòng làm việc của tôi nói chuyện đi. Được rồi, đi. Đàn piano đắt lắm đó, mấy người cẩn thận một chút. Dạ được. Nào, cùng nhau chuyển đi đi, đừng làm hỏng. Mời bên này, đi thôi. Trưởng ban Châu, nào bên này, mời anh vào. Ngồi đi, tôi rót cho anh ly nước. Không cần phiền phức vậy đâu. Mau ngồi đi. Nào, mời anh uống nước. Cảm ơn. Hiệu trưởng Triệu, từ lâu đã nghe danh, cô là người dẫn đầu trong giới văn hóa chúng ta. Không ngờ hôm nay được gặp, quả thực không thua kém gì cánh mày râu. Trưởng ban Châu, anh quá khen rồi. Tôi chẳng qua chỉ là một người làm nghề dạy học bình thường. Trưởng ban Châu tuổi đời còn trẻ, đã mang trọng trách nặng nề, mới thực sự là trụ cột của quốc gia. Đâu có, đâu có. Trưởng ban Châu, ngày hôm nay anh tới là có chuyện gì sao? Hiệu trưởng Triệu, chắc là cô cũng nghe rồi. Trung tá Nakai muốn tổ chức một hội nghị thân thiện Nhật Mãn ở gia mục tư chúng ta. Đã mời tinh anh các ngành như chính trị hay là thương mại. Việc hôm nay tôi đến là đặc biệt mời cô đại diện cho tinh anh ngành văn hóa tham dự hội nghị lần này. Nhận được lời mời đặc biệt của trưởng ban Châu, tôi thực sự vừa mừng vừa lo. Nhưng mà hội thân thiện là một chuyện trọng đại. Tôi cho rằng trưởng ban Châu vẫn nên mời những người chức cao quyền trọng đến tham dự. Tôi chỉ là một hiệu trưởng nhỏ nhoi, e là khó gánh nổi trách nhiệm nặng nề này. Hiệu trưởng Triệu, tôi cảm thấy cô không cần khiêm tốn. Bởi vì công tác giáo dục là việc quan trọng trong sự phát triển của Mãn Châu Quốc. Lại cộng thêm có những người làm công tác giáo dục đầy nhiệt huyết như các cô, Mãn Châu Quốc mới có hy vọng. Nếu đã như vậy, vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Tốt quá rồi, hiệu trưởng Triệu. Nếu như ai cũng có thể hiểu rõ đại nghĩa như cô, thì khối thịnh vượng Đại Đông Á không còn xa vời nữa. Phải rồi hiệu trưởng Triệu, hôm nay tôi tới đây còn có một chuyện muốn làm phiền cô. Chính là muốn mượn quý trường học để dùng một chút, làm địa điểm tổ chức hội nghị. Không biết là có được hay không.
Đương nhiên là được. Đương nhiên là được rồi. Có thể góp sức cho hội nghị thân thiện là vinh hạnh của chúng tôi. Tốt quá rồi hiệu trưởng Triệu. Vậy tôi cảm ơn cô trước. Uống nước đi. Được. Chị à, người đã tới đủ rồi. Mau nói cho mọi người biết đi. Thôn Du Thụ hiện có một kho vũ khí của quỷ vật, mọi người biết chứ? Bây giờ chúng ta thiếu nhất là thứ gì? Vũ khí, đạn dược. Chỉ cần chúng ta đến kho vũ khí đó một chuyến, mọi thứ sẽ được giải quyết. Đại Hải, thôn Du Thụ đó đúng là có đủ, nhưng mà ở đó còn có một đám ngụy quân canh gác. Sao hả? Muốn cướp hay sao? Đúng, phải cướp. Cướp hả? Cách này của anh không dùng não để suy nghĩ hay sao vậy? Đám ngụy quân đó đã đông người, lại còn có súng. Chúng ta chỉ có vài người, vài khẩu súng này mà đòi đi cướp, làm sao mà được? Theo tôi được biết, ở đồn gấu đen chúng ta có Dương Nhị Cẩu đang làm việc ở trong kho vũ khí đó. Ai? Chính là con chó Shiba mắt khiếp thành một đường ở chỗ chúng ta đó hả? Đúng vậy, đúng vậy. Đám ngụy quân bọn chúng đều mê cờ bạc. Hơn nữa, tối hôm nào cũng chơi. Đã chơi là chơi tới sáng. Vậy nên chúng sẽ lơ là phòng thủ. Đây chính là cơ hội tốt để chúng ta ra tay. Cơ hội này đúng là một cơ hội tốt. Nhưng mà Đại Hải, thật sự là không biết, lỡ như chúng ta thất thủ thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Đúng như vậy Đại Hải à. Tư lệnh Thu trước khi đi đã căn dặn rất là kỹ lưỡng. Anh nói xem, lỡ như chúng ta bên đó xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Có đúng hay không đại đương gia? Đúng. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim. Đúng là cơ hội tốt. Sao? Những vấn đề khác đều dễ giải quyết. Chúng ta chỉ có vài khẩu súng. E là chuyện này không đơn giản đâu. Nhất Trận Phong, chỉ cần đại đương gia như cô cũng cho rằng đây là cơ hội tốt, vì những thứ khác không thành vấn đề. Khánh Điền à, anh Đại Hải, cậu hãy mau đi xung quanh thôn mời cho tôi thợ mộc giỏi nhất đến đây. Thợ mộc hả? Mời thợ mộc làm gì? Kêu cậu đi thì đi đi, hỏi nhiều làm cái gì. Dạ được rồi, em đi liền. Tan họp đi. Ơ kìa, chị à, chị. Chị à, chị như vậy là quý gì? Tôi muốn xem thử lần này anh ta nghĩ ra được cách gì hay. Phương Mai, bình tĩnh đừng vội. Để tôi lái xe xa ra một chút rồi hãy gửi. Không được, không kịp rồi. Tổ chức đang đợi tôi gửi địa điểm và thời gian tổ chức hội nghị. Họ còn cần truyền đạt cho các đồng chí. Nếu cậu không mau gửi đi, e là chúng ta sẽ không có thời gian để chuẩn bị đâu. Được. Báo cáo, vào đi. Báo cáo thiếu tá, phát hiện tín hiệu của trạm vô tuyến. Lập tức định vị, rõ. Chúng ta quay về đi. Được. Đến liền, đến liền.
Đóng cửa đi. Lại bị đám quỷ Nhật bám theo rồi. Có lẽ chúng vẫn chưa phát hiện ra đâu. Đúng, chưa phát hiện. Nhưng cứ bị bám theo hoài như vậy, trong lòng tôi thấy thấp thỏm. Thu Vũ Hào đã tới chưa? Quên nói cho cô biết, đã sắp xếp xong xuôi rồi. Có lẽ lúc này đang ở trong nhà nghỉ. Vậy tôi đi gặp anh ấy, nhân tiện nói cho anh ấy biết về việc sắp xếp hội nghị. Phương Mai, muộn như vậy rồi, cô cũng đã chạy cả ngày, cũng khá mệt rồi. Hay làm vậy đi, ngày mai, sáng sớm ngày mai tôi đi báo cho anh ấy biết. Không cần đâu, để tôi báo cho. Phương Mai, cho dù là thật hay giả, tôi cũng phải yêu thương lo lắng cho người vợ xinh đẹp của tôi chứ. Thôi được, vậy anh vất vả rồi, còn nói lại đó với tôi sao? Được rồi, chúng ta về thôi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Đi. Báo cáo trung tá, tối qua lại phát hiện tín hiệu của trạm vô tuyến, vị trí đã được dịch chuyển. Không phát hiện manh mối gì sao? Tạm thời vẫn chưa. Đối phương liên tục di chuyển, cho nên định vị vị trí hơi khó khăn. Sato, giai mục tư tổng cộng có bao nhiêu chiếc xe hơi? Trung tá Anh Minh có thể nhanh chóng di chuyển, còn có thể đánh lạc hướng, thì chỉ có xe hơi. Thuộc hạ lập tức đi điều tra. Ai đó? Anh ba, em đây. Sao bây giờ mới tới? Đợi cậu nãy giờ rồi. Trên đường gặp chút chuyện nên đến trễ một chút. Mau vào đi. Vừa rồi ở ban công ngắm phong cảnh sao, Vũ Hào? Anh cảm thấy phong cảnh gia mục tư hiện giờ ra sao? Nếu không có người Nhật Bản sẽ càng đẹp, càng bình yên hơn. Thời gian và địa điểm của cuộc họp đã được xác định. 9 giờ rưỡi sáng ngày mai. Địa điểm chính là trường âm nhạc của Phương Mai. Bây giờ đang kiểm tra gắt gao tại sao lại lựa chọn tổ chức ở trường âm nhạc. Chuyện này anh không cần lo, Phương Mai tự khắc biết sắp xếp. Vậy được. Trung tá, Châu Bảo Hợp đến. Cho anh ta vào đi. Báo cáo trung tá, hội trường ở trường âm nhạc đã bàn bạc xong xuôi. Hơn nữa hiệu trưởng Triệu Phương Mai cũng đã đồng ý tham dự hội nghị rồi. Anh làm rất tốt. Tôi muốn biết những khách mời này là tự nguyện tham dự hội nghị thân thiện của chúng ta hay là do bị ép buộc không thể tham dự. Trung tá, khối thịnh vượng Đại Đông Á là điều dân hướng đến, ai ai cũng mong muốn. Mọi người tất nhiên là thật lòng ủng hộ rồi. Như vậy thì tốt. Tuyệt đối đừng để tới ngày tổ chức hội nghị xuất hiện âm thanh không hòa hợp. Nếu ảnh hưởng đến bầu không khí, vậy sẽ không hay. Đúng vậy. Trung tá, ngài không cần phải lo. Trước khi hội nghị diễn ra, chỉ bằng chúng ta tổ chức một bữa tiệc, mời tất cả đại diện tới. Như vậy một là có thể kiểm tra thử xem thái độ của họ đối với hội nghị thân thiện, ngày thế sau. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Mời bọn họ đến cục quân sự đi. Chúng ta tổ chức một bữa tiệc. Việc này do anh phụ trách. Rõ. Tôi lập tức đi làm ngay. Trung tá, Châu Bảo Hợp này từ sau khi làm trưởng ban tuyên truyền, làm việc thông minh hơn nhiều.
Châu Bảo Hợp giống như loại chó Akita của Nhật Bản, chỉ cần huấn luyện bài bản thôi thì chúng sẽ nghe lời. Di chuyển trạm vô tuyến chưa? Đã di chuyển an toàn rồi, anh yên tâm đi. Có điều nghe Phương Mai nói, lúc quấy chuyển đi suýt chút bị Châu Bảo Hợp nhìn thấy. Châu Bảo Hợp? Sao vậy? Anh cũng quen hắn ta sao? Hắn là đồng hương của tôi, vừa du học từ Nhật về. Người này bây giờ là một nhân vật lớn, được Nakaikoichi thăng chức làm trưởng ban tuyên truyền Gia Mục Tư. Hội nghị thân thiện lần này chính là cho hắn phụ trách. Hắn trèo cũng nhanh quá đó chứ. Canh phải cẩn thận con người này. Đúng vậy. Hơn nữa nghe Phương Mai nói, hội nghị thân thiện Châu Bảo Hợp cũng mời cả cô ấy. Thú vị hơn đó là địa điểm tổ chức hội nghị cũng đặt ở tại trường âm nhạc. Nói như vậy, chúng ta và Nakai hợp tại cùng một địa điểm. Thú vị quá phải không? Có điều chúng ta tổ chức trước, bọn họ tổ chức sau. Cái này là thân phận hợp ngày mai của anh. Cũng thú vị đó. Anh đói chưa? Làm tô mì cho chắc bụng. Được. Anh Tử vẫn còn giận chị hả? Chú Thu của em hay nói, con người chỉ khi còn sống mới có khả năng thực hiện được mục tiêu. Trước đây chị không hiểu câu này, nhưng mà bây giờ chị đã hiểu đôi chút rồi. Hy vọng là sau này em cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Chị nói xong chưa? Chị nói xong rồi thì có thể đi. Tôi còn phải tập súng nữa. Em xem tư thế và súng của em không? Chị mặc kệ tôi đi. Chị không bỏ mặc em được. Em là do chị dạy. Chị không để cho em ra ngoài là mất mặt chị đâu. Anh Tử, chị cũng đã xin lỗi em rồi. Chẳng phải muốn báo thù hay sao? Vậy em buộc phải học cách bắn súng thật. Cầm lấy đi. Hôm nay chị sẽ dạy cho em làm sao bắn súng. Anh Tử, lúc em ở sơn trại đã từng bắn súng rồi. Sở dĩ bây giờ em không dám bắn súng, chị nghĩ rằng trong lòng của em còn điều gì đó khiến cho em sợ hãi. Nếu muốn biết cách bắn súng, em buộc phải khắc phục nỗi sợ hãi này đi. Nào, theo chị. Phim được dịch Quyết Minh và Lồng Tiếng. Anh Tử, mỗi lần trước khi nổ súng, trong lòng của em nghĩ tới điều gì? Phải nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Bất kể trong lòng của em đang suy nghĩ gì, muốn khắc phục nó, bắt buộc phải đối diện với nó. Mỗi lần em định bóp cò súng, hình ảnh Nakaikoichi lại xuất hiện trước mặt em. Vậy em có sợ hắn không? Em không sợ. Ngày nào em cũng nghĩ làm sao để giết chết hắn. Ngay cả nằm mơ em cũng muốn giết chết hắn. Vậy tại sao em lại không dám bóp cò? Em không biết nữa. Em phải làm sao đây chị? Chuyện em từng đổ súng ở sơn trại em còn nhớ không? Em không nhớ. Chú Uông nói em đã làm sai rất là nhiều chuyện, còn hai chị cũng bị trúng đạn nữa. Nhưng mà những chuyện này em không còn nhớ gì nữa rồi. Không còn nhớ chút gì sao?
Anh Tử, có vẻ như chị biết tại sao em không dám nổ súng rồi. Tại sao? Lúc đó em không có ý thức, em không hề sợ nổ súng. Nhưng lúc em có ý thức thì em bắt đầu sợ hãi. Chị nghĩ thứ em sợ không phải là Nakai, mà là sợ giết người. Em sợ cướp đi sinh mạng của người khác. Nghĩ mà xem, ba mẹ của em, cả em trai của em đều bị Nakai giết hại. Cái chết của họ khiến em cảm thấy sinh mạng rất yếu ớt, rất quý giá. Cho nên lúc mà em nổ súng, em không những nghĩ tới giết người, em còn nghĩ đến làm sao cướp đi sinh mạng của một con người. Chị Phong, chị nói xem, tuy người Nhật Bản làm nhiều điều ác, không những chiếm lĩnh Triều Tiên quê em, còn chiếm lĩnh Đông Bắc của Trung Quốc, nhưng mà nếu như em giết bọn họ, chẳng phải em sẽ giống như họ hay sao? Làm sao mà giống được? Chị của em, từ khi chị lên núi Tuyết Hoa cho tới bây giờ, số người từng giết cũng đếm không được. Nhưng mỗi một người chị giết đều là người Nhật Bản. Đám súc sinh này tội ác tày trời, chị hận không thể giết hết tất cả bọn chúng. Nhất Trần Phong chị trước giờ nói một là một, ân oán rõ ràng. Nhưng cuộc đời của chị chưa từng giết nhầm một người tốt. Chị không thẹn với lòng. Anh Tử, nổ súng đi. Thử lại đi em. Ba dạy cho con những thứ này không phải là điều gì khác, chỉ muốn con học cách bảo vệ bản thân mình, bảo vệ người thân của mình. Chỉ cần nổ súng là có thể giết chết một người. Nhưng điều khó khăn nhất là làm sao để cứu người, làm sao để khiến cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Đây mới là lý do chúng ta nổ súng, có phải không? Chị nghĩ thứ em sợ không phải là Nakai, mà là em sợ giết người. Em sợ cướp đi sinh mạng của người khác. Đám súc sinh này tội ác tày trời, chị hận không thể giết được bọn chúng. Anh Tử, em bắn được rồi. Chị Phong mà, em bắn được rồi. Cuối cùng em cũng dám nổ súng rồi. Em bắn được rồi. Em làm được rồi. Em đã làm được. Lâu lắm rồi không về đây. Dây Mộc Tư thay đổi nhiều quá. Đúng vậy, từ sau khi người Nhật đến đây, thành phố này thay đổi quá nhiều rồi. Nhà của chúng ta giống như là nhà của người Nhật vậy. Tại sao khắp đường phố đều có người Nhật tuần tra vậy? Nghe nói người Nhật Bản tổ chức gì mà hội nghị thân thiện cái gì đó. Sau khi anh hùng kháng Nhật Thu Du Hào chết, người Nhật Bản càng lúc càng ngông cuồng. Dừng lại đi. Cảm ơn cậu. Cảm ơn. Tôi tự đi bộ. Dạ được rồi, tôi đi ạ. Đây là lý lịch của tôi. Chào anh, hóa ra anh chính là thầy giáo Lý Tông Phàm. Anh ở đây đợi một chút nghe, hiệu trưởng chúng tôi sẽ phỏng vấn ngay. Cảm ơn. Thầy Lý, hiệu trưởng Triệu. Nghe nói trường nghệ thuật Gia Mục Tư có lịch sử lâu đời, mang đậm phong cách nghệ thuật, nên tôi cũng đến đây gấp vui. Tôi cũng luôn đánh giá cao phương pháp giảng và âm nhạc của thầy Lý. Tôi còn có một vài vấn đề muốn hỏi anh. Chúng ta qua đây nói chuyện đi. Được rồi, nào mời. Bên này. Cậu ở ngoài trông chừng. Chào anh. Chào anh. Chào anh. Xin chào. Hoan nghênh anh. Anh đến ứng tuyển phải không? Mệnh xếp hàng. Không phải. Tôi đến tìm hiệu trưởng Triệu của các cô. Xin hỏi phải xưng hô như thế nào? Tôi là trưởng ban tuyên truyền Gia Mộc Tư, Châu Bảo Hợp.